tập Elip Ole 109. Khung tập Elip Ole 109 là khung tập chất lượng cao, mạnh mẽ, đẳng cấp nhất hiện nay tại Việt Nam. Thiết kế bằng khung thép to, kết cấu bền vững, ứng dụng công nghệ sơn tĩnh điện chống gãy tốt. Sản phẩm có thể liên tập gánh tạ, chống đẩy, hất xà. Nổi bật nhất với nhiều chi tiết thông minh, linh động, thay đổi. Elip Ole 109, giải pháp dành cho phòng gym, khắc phục các vấn đề về chất lượng máy. Khung tập Elip Ole 109 được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm do các kỹ sư chuyên gia Việt Nam nghiên cứu và chế tạo. Sản phẩm có giá bán vô cùng ưu đãi. Cam kết bảo hành 1 năm và bảo trì trọn đời. Khung tập Elip Ole 109 kiểu dáng khủng, cứng cáp, chịu tải trọng cao. Sản phẩm còn được trang bị 6 vị trí gác tạ vô cùng tiện lợi. Elip Ole 109 xứng đáng góp mặt tại các phòng gym chuyên nghiệp. Liên hệ ngay 1800 1552 để được đặt hàng và giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Sản phẩm lắp đặt phòng gym trọn gói từ A đến Z với phiên bản phòng chuẩn và cao cấp 5 sao. Elip, nhà sản xuất máy gym tại Việt Nam với quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Hãy gọi ngay tổng đài 1800 1552 hoặc hotline 0906 86 1519 để được các chuyên gia hàng đầu thiết bị gym tư vấn.